第23天ngày thứ 23 Bạn nghe nói qua Quế Lâm chưa? Hãy nghe và nhắc lại. 你听说过桂林吗? 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 Ở Quảng Tây, Trung Quốc. 在中国广西. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương. 我是潘垂阳. Bạn của chị Triệu. 赵姐姐的朋友. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好. Ở hội quán Tam Thế. 在三世会馆. Đương nhiên có thể. 当然可以啊. Người Hà Nội. 河内人. Nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近. Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? 中国哪个地方的人? 中国哪个地方的人?